Vâng quý vị thân mến bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão 2023 thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn không cần phải thăng hoa rực rỡ nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may để có niềm tin vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống trong chương trình ngày hôm nay Minh đường tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 1 âm lịch năm 2023 này để giúp cho quý vị đón lành lánh giữ để có một tháng đầu năm nhiều may mắn vạn sự Cát Tường từ vi tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, cho người tuổi mậu thìn, sinh năm 1988. Tuổi mậu thìn, sinh năm 1988, là tuổi con rồng, thuộc mệnh mộc, đại lâm mộc, nghĩa là cây ở rừng lớn. Tuổi mậu thìn rất hợp vào, giờ lẻ, ngày chẵn, và tháng lẻ. Xuất hành đi xa, hùn hạp ký kết hợp đồng, hay thực hiện bất kỳ việc gì, nên tiến hành vào, ngày, giờ kể trên. Chẳng những tránh được rủi ro, mà còn thu được nhiều thắng lợi to lớn, đại cắt, đại lợi, vạn sự đều may. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Tuổi Mậu Thìn, là những người thông minh, sắc sảo, trí tuệ hơn người, và rất ham học hỏi, họ có thể tiếp thu kiến thức ở bất kỳ đâu, chính sự chủ động ấy, đã giúp cho Mậu Thìn có một sự hiểu biết sâu sắc về mọi lĩnh vực. Xem tử vi thấy rằng, cuộc sống của tuổi Mậu Thìn lại không hề bình yên, phẳng lặng, những khó khăn, sóng gió, có thể ập đến bất cứ lúc nào, cuốn trôi tất cả những gì họ đang có, bởi vậy, muốn thành công những người này luôn phải trong tư thế chủ động, sẵn sàng, đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Công danh và sự nghiệp của tuổi Mậu Thìn có nhiều cơ hội để phát triển, nếu biết cách nắm bắt thời cơ sẽ đạt được thành công vang dội. Tuổi Mậu Thìn may mắn được trời phú cho sức khỏe cả về thể lực lẫn tinh thần, bởi vậy họ có khả năng làm việc gấp 2 và 3 lần người khác mà không thấy mệt mỏi. Tuổi trẻ Mậu Thìn vượt qua nhiều khó khăn, sóng gió, với quyết tâm xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, càng về sau cuộc sống càng sung sướng, an nhàn, không lo thiếu thốn, sự cố gắng của họ đã được đền đáp xứng đáng. Từ vi tháng 1 âm lịch năm 2023, cho người tuổi Mậu Thìn thấy rằng, vận trình của con giáp này trong tháng đầu tiên của năm Quý Mão không có nhiều biến động, nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch, đầu tháng là thời điểm nghỉ Tết Nguyên Đán, mọi việc diễn ra khá thuận lợi, công việc cũng không quá áp lực. Tuy nhiên, sau đó sẽ có sự thay đổi đáng kể, Mậu Thìn hãy chuẩn bị về tinh thần và luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận và ứng phó với những biến cố có thể xảy ra nhé về tài lộc ở mức khá việc chi tiêu nhiều cho dịp tết đã ngốn của bản mệnh không ít tiền của dù đã có sự chuẩn bị tính toán từ trước kinh doanh buôn bán đầu năm chưa sôi động nguồn thu chủ yếu vẫn nhờ vào chính tài phương diện sức khỏe cần chú ý ăn uống điều độ uống nhiều rượu bia lại thức khuya rất có hại cho thận và gan bên cạnh đó bạn cần chú ý đi đứng thận trọng lái xe an toàn khi đã uống rượu là không lái xe tránh xảy ra tai nạn bất ngờ gặp họa huyết quang Vận trình tình cảm tồn tại quá nhiều vấn đề, dù dịp Tết mọi người vui vẻ, cười nói bên ngoài, nhưng thực chất cũng có nhiều mâu thuẫn xoay quanh tiền bạc, quan hệ họ hàng, thói quen sinh hoạt, nhất là những cặp đôi nào mới cưới, vì chưa dung hòa được thói quen sinh hoạt, rất dễ nảy sinh tranh luận, cãi vã. Người độc thân tình cảm tiến triển tốt, nhân duyên khá vượng, có thể gặp đối tượng ưng ý. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, trong tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023 trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi 2023 cho người tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988 cho thấy Mậu Thìn chào đón năm mới với nhiều thuận lợi, không có quá nhiều biến động, công việc trôi chảy theo đúng tiến độ, áp lực không quá lớn. Có điều nguyệt lệnh Lâm Suy xuất hiện ám chỉ vận trình có biên độ giảm dần về cuối tháng. Nếu muốn tiến hành những việc quan trọng, nên tranh thủ làm từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Đầu xuân năm mới, mọi việc tiến hành khá chậm, không quá gấp rút. Đây là thời điểm tốt để tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, sắp xếp lại công việc, đưa ra các kế hoạch dự án mới, hoặc tích lũy thêm kiến thức kinh nghiệm, tạo bước đệm vững vàng cho quá trình phát triển sự nghiệp trong tương lai thời điểm đầu năm này, hội hè, đình đám nhiều, tuổi mậu thìn, sinh năm 1988, lại khá hăng hái trong các hoạt động này, nên khó mà thiếu vắng, điều này làm cho quỹ thời gian eo hẹp hơn, khiến bạn khó mà tập trung toàn bộ tâm trí vào công việc, có thể dẫn đến sai sót, hoặc phạm lỗi, tuy là lỗi nhỏ, mức độ ảnh hưởng không nghiêm trọng, nhưng cẩn trọng vẫn hơn. Sự xuất hiện của tả phù mang tới vận quý nhân khá vượng, giúp bản mệnh gặp hung hóa cắt, được trợ lực nhiều về phương diện sự nghiệp, cầu công danh tháng này cũng khá thuận, miễn là đi đúng hướng, và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động và quyết tâm. Theo phong thủy, tuổi mậu thìn 1988, có thể bài trí biểu tượng long quy phong thủy, tức rùa đầu rồng tại hướng đông nam, của phòng khách, phòng làm việc, nó có tác dụng hỗ trợ tứ lục, và bát bạch phát huy các tính, thúc vượng vận khí, giúp công việc càng thêm trôi chảy, thuận lợi hơn. Về mặt tài vận, Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, chưa phải băn khoăn quá nhiều về vấn đề tài chính, tài lộc duy trì ở mức khá, chính tài ổn định, thứ tài cũng có sự khởi sắc nhưng biểu hiện chưa quá rõ ràng, nên hạn chế tham gia các trò chơi may rủi, vận may thì ít mà xui xẻo thì nhiều, dễ hao tốn tiền của trong dịp tết cổ truyền vừa qua đã ngốn của bản mệnh không ít tiền của tuy nhiên đó đều là những khoản chi tiêu đã có dự trù tính toán từ trước nên không cần đắn đo việc cần tiêu tiền vẫn phải tiêu quá căn ke càng khiến bạn cảm thấy áp lực bí bách tiền bạc làm ra nhằm mục đích phục vụ con người đừng để nó chi phối quá nhiều tới tinh thần và sức khỏe của bạn tình hình kinh doanh buôn bán đầu năm chưa sôi động nguồn thu chủ yếu vẫn nhờ vào chính tài vì thế bạn nên dành toàn lực phát triển công việc hiện tại đừng tham lam ôm đồn nhiều việc cùng lúc vừa mệt mỏi vừa không thu về thành quả khả quan Tháng này chú ý trong hợp tác làm ăn, có thiên cầu hung tinh xuất hiện, kèm điểm báo tiểu nhân quấy phá, bản mệnh làm nhiều nhưng hưởng ít, công quả rơi vào tay kẻ xấu, hết sức lưu ý, trong việc chọn người hợp tác, đối tượng hùn vốn làm ăn, tránh tiền mất, tật mang nhé. Về mặt tình cảm về phương diện tình cảm của tuổi mậu thìn, sinh năm 1988, trong tháng đầu tiên của năm quý mão, hung cát đan sen sắc xuân phơi phới khiến lòng người hân hoan tinh thần phấn khởi nên nhân duyên cũng có bước tiến triển tốt đẹp nhưng chủ yếu tốt cho người độc thân hoặc đang trong quá trình tìm hiểu đối tượng bản mệnh không khó tìm cho mình đối tượng phù hợp đáp ứng được cả về ngoại hình và điều kiện công việc hoàn cảnh gia đình sự xuất hiện của tả phù mang dấu hiệu thăng hoa cho nhân duyên của người độc thân nhưng lại khiến ai đã kết hôn hoặc có đôi có cặp gặp rắc rối tình cảm không nghiêm khắc với bản thân cứ đứng núi này trông núi nọ hạnh phúc gia đình ắt bị đe dọa giữa các cặp vợ chồng tồn tại không ít vấn đề trong đó tiền bạc chi phối lớn hơn cả có tiền mà tiêu xài hoang phí không biết phấn đấu cũng gây ra mâu thuẫn không có tiền rồi chi tiêu eo hẹp ăn uống kham khổ cũng xảy ra bất đồng trong quan hệ gia đình làm sao để cân bằng đời sống tình cảm và vật chất đang là bài toán khó trong tháng một âm lịch vấn đề này xảy ra với các cặp vợ chồng mới cưới vì chưa dung hòa được thói quen sinh hoạt cũng như chưa thống nhất được về vấn đề tài chính mà nảy sinh tranh luận cái vã khiến gia đạo bất an Ngoài ra, nhắc nhở các cặp đôi yêu nhau lâu mà chưa tính tới chuyện kết hôn, tình cảm dễ bị phai nhạt, thậm chí đổ vỡ, khi có rắc rối, mâu thuẫn phát sinh, thiên cầu đại diện cho kẻ thứ ba sen ngang phá hoại tình cảm lứa đôi. Không biết trân trọng những gì đang có, sớm muộn gì cũng phải hối tiếc. Về mặt sức khỏe về phương diện sức khỏe cho tuổi mậu thìn, sinh năm 1988, trong tháng đầu tiên của năm quý mão này có điểm báo, sức khỏe có sự xa sút mạnh thìn thổ bị dần mộc khắc chế bạn chú ý tới vấn đề ăn uống và dưỡng sinh dịp lễ tết khó tránh việc uống nhiều bia rượu lại thức khuya nên rất có hại cho gan và thận bạn cần hạn chế những đồ ăn nhiều dầu mỡ chỉ nên ăn thanh đạm tránh gây áp lực cho hệ tiêu hóa và bài tiết tháng có thiên cầu là hung tinh hoành hành bản mệnh chú ý đi đứng cẩn trọng lái xe an toàn một khi đã uống rượu bia là không lái xe tránh xảy ra tai nạn bất ngờ khi gặp trở ngại, con người dễ phát sinh, nổi khí nóng này, cáu cần, dẫn tới cơ thể suy nhược, càng phải chú trọng bồi dưỡng về tinh thần, sống vui vẻ, tinh thần thoải mái, thì sức khỏe mới ổn định lâu dài được. Một trong những nguyên tắc ăn uống cơ bản mùa xuân là, giảm chua, tăng ngọt. Nạp quá nhiều thực phẩm có vị chua vào cơ thể, khiến can khí quá vượng, khắc phạt tỳ thổ quá mức, làm tổn hại đến tỳ vị, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, gây ra các chứng rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, nóng trong, táo bón, tiêu chảy. Bạn nên bổ sung nhiều thực phẩm có vị ngọt có tác dụng bổ dưỡng, tăng cường chức năng tiêu hóa của tạng tỳ để chống lại sự khắc phạt quá mức của tạng can, từ đó giúp tiêu hóa tốt, ăn uống ngon miệng và giấc ngủ chất lượng hơn, như vậy thì sức khỏe mới cải thiện tốt hơn. Trên đây là tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 của tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Hy vọng quý độc giả sẽ rút ra cho mình được những thông tin hữu ích từ tử vi tháng đầu tiên trong năm mới của mình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới, năm mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.